Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc im miệng thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Chúa rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu nói cùng người ấy rằng: Con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Con hãy yêu thương kẻ khác như chính mình con. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm lời Chúa Giêsu về đức mến. Con hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Toàn thể lề luật đều tóm lại trong hai giới răn đó. Thương bạn chị em, khi tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta phải đáp lại bằng đức mến trọn lành, như tấm gương của Thánh y sĩ Simon Phan Đắc Hòa trước giờ tử đạo đã nói với các con: Cha yêu thương các con hết tình, nhưng cha phải yêu mến Thiên Chúa trên hết tất cả. Như vậy, thứ nhất, đức mến đòi ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết tất cả bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào tình Chúa luôn yêu thương ta. Và như lời đáp ca chúng ta vừa đọc, bằng sự hy vọng, mong chờ tuyệt đối vào Thiên Chúa, bất chấp những ngày giờ đen tối trong cuộc đời chúng ta hay trong gia đình xã hội chúng ta như trong những ngày giãn cách này. Quyết định căn bản của đời người Kitô hữu là thế đó, là một cuộc gặp gỡ đấng đem lại cho chúng ta luôn luôn trong một chân trời mới, một định hướng dứt khoát cho cuộc đời là tin Chúa và yêu Chúa, để đồng thời đầu tư dâng hiến trọn gói cuộc đời cho Thiên Chúa. Thứ hai, đức mến đòi ta điều gì? Đức mến đòi ta khi yêu Chúa thì cũng phải yêu thương toàn thể tụ tạo vì Chúa và cho Chúa. Nghĩa là phải biết dùng của cải tinh thần lẫn vật chất, như tiền của, như sức khỏe, như thân xác, như vốn liếng học thức trong đầu óc của chúng ta, để lo việc tôn thờ Thiên Chúa, để yêu thương, phục vụ, giúp đỡ những người quanh ta, đặc biệt là những người trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta. Nên Chúa Giêsu bảo giới răn thứ hai này cũng giống giới răn thứ nhất, nghĩa là yêu người cũng giống và cũng là yêu Chúa. Vì sao vậy? Vì mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương như chính con cái của người, bất chấp thân phận chúng ta, thậm chí tội lỗi và bất xứng ra sao. Như ông bà chúng ta vẫn nói, thương nhau thương cả tông chi họ hàng. Còn Thánh Gioan Tông Đồ thì nói sức mạnh trong thơ thứ nhất của Ngài, đoạn 11 câu 20: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, kẻ đó là người nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy được thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Bài đọc số 1 chúng ta vừa nghe
nêu lên cho chúng ta tấm gương của bà Rút. Chúng ta thấy bà Rút là người Moab, là một trong những người phụ nữ gốc dân ngoại được Thánh Matthew ghi lại trong sổ gia phả của Chúa Giêsu Kitô chương 17. Bà đã giữ trọn một lúc cả hai giới răn, yêu Chúa và yêu người. Khi bà chấp nhận từ bỏ quê hương Moab của mình để theo mẹ Noemi về quê hương nhà chồng, dù chồng bà đã chết, một phần vì quyến luyến, vì yêu thương mẹ chồng, nhưng nhất là vì bà Rút yêu mến chính Thiên Chúa. Như bà đã phát biểu, mẹ đi tới đâu con đi tới đó, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Thương bạn chị em, trong năm gia đình, niềm vui của tình yêu này, nhất là trong những ngày giãn cách, chúng ta phải cách xa xã hội, nhưng chúng ta lại cận kề bên nhau nơi gia đình. Ước gì chúng ta đừng coi đó là những thời gian tù túng, gò bó, khó chịu, nhưng chúng ta hãy cho đây, hãy đón nhận, vui nhận đây là cơ hội để chúng ta hãy phó thác sứ mạng phục vụ tình yêu của chúng ta nơi gia đình cho Thánh gia Nazareth. Và đặc biệt hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Bernardo Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh, là một trong những vị thánh đặc biệt về Đức Mẹ Maria và có lòng yêu mến Đức Maria. Chúng ta cũng hãy phó thác gia đình chúng ta cho Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, để Mẹ Maria và Thánh cả Giuse sẽ dạy cho chúng ta biết phải yêu thương nhau thế nào như mẹ và Thánh cả đã yêu thương, rồi phải đổi mới cách yêu thương mỗi ngày ra sao. Tình yêu luôn luôn mới mẻ, bởi vì tình yêu là chính Thiên Chúa. Phải để chúng ta phải đổi mới, phải biết cách yêu thương như thế nào để yêu thương như lời Thánh Phaolô trong thư 1 Côrintô: yêu thương chính là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Amen.